Chào mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Là như xíu mại chai gì đó các bạn. Rồi mình sẽ cho cà chua vào. Ở trong đây nó có cái củ hành tây ấy, nó có chất ngọt rất là ngon, ngọt tự nhiên, cho nên mình không có nêm đường. Xíu mại của mình hôm nay mình chỉ nêm một ít hạt nêm, muỗng hạt nêm với một muỗng bột ngọt nha các bạn. Bữa nay mình thấy một buổi sáng rất là đẹp trời, ánh mặt trời rất là rực rỡ, quê an bình hạnh phúc của mình. Đang làm xiên lên để làm cái món xíu mại ăn sáng cho ông xã của mình. Cho ông xã Tây ba gai của mình. Ba gai nhưng đẹp trai. Ông xã ba gai mà rất là đẹp trai đó các bạn. Thật ra thì mình nói như vậy thôi chứ ông xã mình cũng dễ thương lắm, rất là thích món chay. Đây là cái nhân duyên ở trong đời sống của mình, được gặp nhau. Mình thì ăn chay từ nhỏ tới lớn, mình chỉ biết làm món chay thôi, cho nên may mắn thay là được gặp ông xã của mình cũng lại thích cái món ăn chay của mình. Và tiếp theo là mình sẽ cho ớt nha các bạn. Mình cho một ít ớt khô, mình làm cho ớt khô này nó có ở trong cái xíu mại của mình nè. Giờ mình để những cái viên đậu hũ vô và đậu hũ trứng nữa đó các bạn, cũng ngon nữa. Nó cũng gọi là một cái món ăn ngon tuyệt vời. Thì có lẽ mình sẽ thêm một chút xíu nước nha. Ở đây thì những cái viên xíu mại của mình nó mình để chút nước vô cho cà chua nó ra nước, để mình chan vô bánh mì nó rất là ngon. Thì cái điều may mắn thay là ông xã mình thích đồ chay của mình, thì chúng mình cùng ăn với nhau, cho nên mỗi ngày mình sáng kiến những món mới lạ để cho ông xã mình dễ ăn. Nhưng mà ăn món nào cũng khen hết á, không biết có định vợ không à. Nhưng mà mỗi lần ăn là đều khen ngon, rất là hên là vậy đó mọi người. Là mỗi lần ông xã mình ăn thì cứ than là đồ của mình ngon. Mình cho một ít dầu vô nhìn cho nó hấp dẫn nha. Đây là cái món dầu điều nha các bạn. Cho cái xíu mại của mình nó tăng cái màu sắc lên cũng đẹp nữa nè. Mình không có để màu quá chắc gì hết, mình để màu tự nhiên đi. Tự nhiên là cà chua. Rồi kế nữa là nó là dầu điều. Mình thấy rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Mình sẽ chuẩn bị dưa leo nha.
Mình sẽ chuẩn bị bánh mì nha các bạn. Rồi, cà chua mình đã chín nhừ rồi. Được rồi nha. Mình muốn để cho nó sắc xuống một chút, mình không muốn cho nước nó nhiều. Tại vì nước nhiều quá mình chan vô bánh mì mình sợ nó sẽ bị ướt rồi bánh mì nó không ngon. Vì vậy mà mình làm cho cái sữa mại của mình nó hơi sệt thôi. Rồi, mình sẽ chuẩn bị bánh mì ăn sáng nha. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Ông xã của mình thích ăn sáng với bánh mì lắm. Mỗi ngày mình đều làm món ăn sáng bánh mì cho ông xã với lại cà chua, dưa leo và đậu hũ. Cái món đậu hũ mình chiên mình ăn cơm đó. Còn lại cái chừa lại sáng cho mình ăn sáng. Cái đó là mình làm theo kiểu mình làm bí á mọi người. Mà hôm nay thì đột sức làm xiên nha. Làm xíu mại rồi cho chồng ăn. Ha anh, ha anh yêu. Dễ thương không xã? Dễ thương. Cảm ơn. Xã mình tào lao lắm mọi người nhưng mà đáng yêu. Đẹp trai mà nói dai đó là gì nữa đó. Hơi ba gai nữa. Gì cũng có đó. Mỗi lần mình giới thiệu tào lao với ông xã nhăn mặt nhíu mày dữ lắm. Không có hài lòng với mình đâu. Nhưng mà nói cho vui vậy thôi chứ mình nghiêm túc quá thì cái đời sống đơn sơ của gia đình mình á, là tuy là vợ chồng là cả đông người Tây nhưng mà cái nhân duyên này chắc là do trời định đó mọi người. Mình cảm nhận được ông xã thích ăn chay rồi mình hướng dẫn niệm Phật cầu nguyện mỗi ngày cùng với mình á, thì thật là một điều rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây rất là đơn sơ bình thường thôi, chỉ là vợ chồng phù hợp với nhau trong đời sống hàng ngày, thì đó là một cái hạnh phúc đơn sơ bình thường chứ không cần lớn lao hay giàu có hay sang trọng gì đâu các bạn. Nhưng mình rất là cảm nhận điều hạnh phúc ở đây là nó rất là đơn sơ bình thường và an lạc. Rồi, như vậy là bánh mì mình đã làm hai ổ, ông xã một ổ, mình một ổ. Thì bánh mì xíu mại cùng với gia đình mình, kỳ duyên mình ăn sáng nha các bạn. Mời ông xã thưởng thức. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Và ông xã ăn đang cảm nhận món bánh mì ăn sáng của vợ làm coi. Mọi người cùng an lạc thì một buổi sáng an lành hạnh phúc. Mình rất là hài lòng với cái món ăn sáng của gia đình mình. Và ông xã mình sẽ thưởng thức đầu tiên. Ông xã mình khoái thưởng thức không đó các bạn. Cảm ơn. Tất cả chỉ là đồ chay thôi. Mình ăn chay đi. Những nhà khoa học trên thế giới nổi tiếng họ cũng khuyến cáo mình nên ăn thực vật nhiều để giảm nguy cơ nhiễm dịch bệnh đó mọi người. Cho nên gia đình mình thì sẵn có truyền thống ăn chay rồi. Thì mình thấy điều đó cũng một phần đúng sự thật là tại vì ở đây thì khi mình ăn chay thì mình ít có bị bệnh tật gì lớn lao lắm. Trừ thời tiết cảm cúm thôi. Rất là ngon. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Thì đó là cái hiệu quả của sự ăn chay. Cho nên mình mới khuyến cáo mọi người thôi chứ mình không có láo tét gì đâu. Mình cùng cầu nguyện với nhau nha các bạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Mười phương chư Phật cứu độ chúng sanh tai qua nạn khỏi dịch bệnh qua đi. Cho nhân loại được thụ lương cơm no áo ấm. Thế giới hòa bình. Nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ. Mỗi ngày hai vợ chồng mình đều cầu nguyện và lại sám hối gì đó mọi người. Mình không có làm cái gì lớn lao hết á. Mình chỉ làm nhỏ nhoi cho cuộc sống này thôi. Nhưng mà một phần nhỏ nhoi này thì cũng sẽ góp phần lớn đó các bạn cùng cầu nguyện chúng tôi nha. Với bọn mình nha. Rồi tạm biệt các bạn.